Vậy thì em nhân tiện nói về sóng thì em thấy có rất nhiều người nói về sóng nhưng mà thực ra nó cũng không chính xác lắm. Đấy, thế nhưng mà ví dụ như các tính toán của anh thì nó rất là chuẩn xác, kể cả về thời gian lẫn lẫn Anh các tính theo yếu sóng tố đấy. về. Vâng. Vậy thì anh có chia sẻ gì thêm về sóng được không ạ? Ôi giời, nó là một cái kiến thức nó rộng phết đấy. Nếu mà chú Vâng. muốn học về sóng thì chú phải theo anh ít nhất là phải 6 tháng. Vâng. Thế 6 tháng còn 6 tháng, thôi 6 ạ. tháng Thế thì cũng nhanh. tùy thầy. Vâng. Cái ông nào mà vấn đề bé mà ông ấy xé ra to thì có khi chú phải học 6 năm. Vâng. Còn anh thì vấn đề to đến cô lại thành vấn đề nhỏ thì nó lại 6 tháng. Vâng vâng vâng. Thì mình học các nguyên lý thôi. Vâng. Chỉ có là mình phải biết là áp dụng là trong trường hợp nào là đúng, trong trường hợp nào là sai. Vâng. Nếu nói về lý thuyết sóng thì thiên hạ thì cứ nghĩ là ra mua mấy quyển Master Elliot Wave là có thể là hiểu rồi, nhưng Vâng. mà thực ra nó không phải như vậy. Nó phải mà nó lại không phải. Vâng. Đấy. Thì người ta chỉ nói những cái thứ mang tính tổng quan và người ta chập tất cả các lát cắt lại thành thành một thứ. Ví dụ như củ 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 khoai, chú chặt ra là 10 lát. 10 lát đấy là không có lát nào giống lát nào cả. Đúng Vâng, không? vâng, vâng. Thế nhưng mà người ta chưa chập một lại và người ta bảo là 10 lát nó là một. Đúng không? Đúng. Nhưng khi chú sử dụng thì chú chỉ sử dụng từng lát cắt một. Vâng. Vấn đề nó là như thế. Ừ. Thì khi chú sử dụng ấy, chú thấy, lại thấy nó không đúng, nó sai. Vâng. Đúng không? Chính xác. Thế các thầy ở trên giảng đường thì dạy là tôi dạy thế thôi, nhưng mà dĩ nhiên các thầy thì cũng không, tôi chưa thấy thầy nào ở trường đại học dạy sóng cả. Thế chỉ có qua quỹ đầu tư rồi các ngân hàng nó dạy thôi, hoặc là tôi dạy. Thế thì vấn đề là các thầy thì sẽ nói là tôi dạy như thế nhưng mà thực tế nó khác. Thế thì làm quay đúng không? Thế thì cái bí kíp ở đây là gì? Là ứng với mỗi một lát cắt, hay là ứng với mỗi một hoàn cảnh thị trường, hay là ứng với mỗi một khung thời gian, thì các công thức đấy nó lại khác nhau, Vâng. chứ nó lại không giống cái công thức tổng mà ông biết. Đặc thù khác nhau Đặc thù nó khác nhau. đúng không? Vâng. Câu chuyện nó là như vậy. Vâng. Như vậy thì khi mà nghiên cứu về sóng thì các nhà đầu tư phải hết sức chi tiết đến những cái yếu tố đặc thù đấy đúng không ạ? Đương nhiên yếu tố đặc Và cái thù đấy đấy khá là khó lại đúng không? không được viết ở trong sách. Vâng. Yếu tố đặc thù đấy là hoàn toàn dựa trên cơ sở kinh nghiệm giao dịch của các đàn anh, Vâng các vâng vâng. sư phụ, đúng không? À. Thế thì mỗi người người ta sẽ có một cái quan điểm, nhưng mà anh thì ngày xưa anh cũng có nhiều bài, nhiều quan điểm lắm, nhưng sau đấy mình thấy là nếu mà nhiều thì có vẻ là không đúng. Vâng. Thực ra nó chỉ có một quan điểm, chân lý chỉ có một, Vâng. còn chúng ta nhìn lúc nó thế này lúc nó thế khác, tức là chúng ta là thầy bói xem voi rồi, đúng Vâng, không? vâng, Lúc vâng. thấy nhũn nhũn thì bảo là nó là giống cái voi, mà lúc thấy nó lồm Vâng, xồm thì là bảo giống cái chổi, đại khái như thế. vâng. Thì nếu anh có quá nhiều quan điểm thì tức là anh chưa tiếp cận đến chân lý. Vâng, Chân vâng. lý nó có một thôi. Vâng. Thì sau này thì anh cũng gợi ý, nếu mà các bạn nào mà giỏi, các bạn có thể đem cái lý thuyết sóng đấy phối hợp với cái cách nhìn của âm dương ngũ hành hoặc là của chiêm tinh thì đúng luôn. Thì lúc Vâng. đấy là em đến đến chân lý luôn. Vâng. Một là tự nghiên cứu, hai là thôi bái sư Vâng. làm mâm xôi con gà. Vâng, thế thì em nghĩ là sẽ nhanh hơn. Ok, lâu ạ. Thì đương nhiên.